phải làm sao cho nên khôn ngoan, luật khôn ngoan giữa đàn hãy kiếm. Tiếp theo, bản thân chúng ta cùng với ngôn từ, với toàn bộ trí tuệ và tài năng, tất cả đều nằm trong tay Thiên Chúa. Bốn điều phải lánh kẻo mất sự khôn ngoan. Một, anh chớ có vương tính hay lanh chanh hốt tốt vì chữ rằng dục tốc bất đạt. Hễ làm việc gì mau chóng quá thì chẳng có lẽ sẽ suy định đạt đặng. Vậy nếu nghe đâu tin đó, gặp đâu làm đó, đụng đâu nói đó, ắt phải sai lầm. Làm thì làm chẳng suy tính kịp lượng, ắt là làm quấy, vì như chạy mau ắt phải vấp. 2. Hãy lánh tính chẳng hay suy xét đầu đuôi ngọn nguồn cơn. Làm hay làm, nói hay nói, mà chẳng suy lời nói việc làm, có làm ích hay là làm hại dường bao. Vì ngạn vua Salomon dạy rằng, con chớ nói lời gì mà chẳng đánh lưỡi trước đã. Thường kẻ chẳng hay suy xét mà làm, thấy đâu làm đó bá trúng bá phá, may trúng may trật mặc kệ, thường sinh những điều họa rất to, nên khuyên hãy lo lánh trừ thói ấy. 3. Tính chẳng hay bền đổ, làm đó dứt đó, quyết việc đó rồi lại đổi việc khác, tính toán chẳng thường. Thế thường thiên hạ cho rằng tính lăng xăng, làm cái này chưa rồi lại bỏ làm cái kia, như vậy là bất thành việc. Việc gì anh đã tính toán, đã bàn định hỏi han là nên là phải, thì anh hãy quyết mà làm cho xong, vậy mới trông nên việc, mà việc thành thì mới tỏ anh là người khôn ngoan hay giỏi. Chị em thân mến, một trong những đức tính của cha Giuse mà chị em chúng ta thường mến mộ là cẩn trọng trong lời nói. Hôm nay, bài viết của cha cũng nhắc lại dục tốc bất đạt. Nghe gì thì phải suy xét kỹ càng và cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Chúng ta quyết tâm rèn luyện đức tính tự chủ, mau nghe nhưng chậm nói, suy nghĩ kỹ càng trước khi làm một công việc gì. Đồng thời chúng ta cũng luôn cẩn trọng lời nói để tránh sinh họa cho mình và cho tha nhân. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã cho chị em chúng con có thời gian để đọc lại những bài viết của cha Giuse. Đây là những bài học vô cùng quý giá, giúp chúng con trở nên những nữ tu khôn ngoan và thánh thiện hơn. Xin cho chúng con là những người biết lắng nghe, không lên án buộc tội ai, nhưng biết suy xét mọi sự việc theo cái nhìn của Chúa. Xin cho chúng con cũng luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình, để không làm hại đến danh dự của bất cứ ai. Amen. Bọt bèo, bọt bèo đã thành muôn hoa. Nhớ tình thương Chúa hài hà. Trong bàn tay Chúa, đoàn cóm hoa trong sắc ngàn lá.